Thưa quý vị, du lịch tâm linh là loại hình du lịch đặc biệt, luôn có sức hấp dẫn với du khách gần xa. Huyện Long Điền có nhiều ngôi đình chùa nổi tiếng như đình thần Long Điền, tổ đình Thiên Thai, núi Chân Tiên, dinh Bà Cố, chùa Long Hòa, vân vân, và tịnh xá Ngọc Lâm cũng là một địa điểm du lịch tâm linh đầy hấp dẫn nếu chân du khách khi đến nơi này. Tịnh xá Ngọc Lâm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tọa lạc gần di tích Dinh Cô và các khu du lịch ở Long Hải. Tịnh xá tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển, nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình, là điểm hành hương được người dân địa phương và đông đảo du khách trong cả nước tìm đến. Tịnh xá Ngọc Lâm được xây dựng vào năm 1954 trên diện tích gần 8.000 m². Năm 2010, tịnh xá được trùng tu lại khang trang với khuôn viên thoáng mát rộng rãi. Tịnh xá Ngọc Lâm có cổng tam quan thiết kế theo kiến trúc mái cong hoa văn rồng phụng. Phía trên cổng giữa có biểu tượng Phật giáo cùng những văn tự nhắc nhở người đời sống tu tâm tích đức. Bước qua cổng, nổi bật ở giữa khu vực chùa là tượng Phật Bà Quan Âm, tay cầm bình nước cam lồ ban phát phước đức cho chúng sinh. Qua khỏi cổng khoảng 20 m là đến chánh điện của tịnh xá. Chánh điện là một tòa nhà một trệt một lầu. Tầng trệt sử dụng làm giảng đường nơi hội họp. Tầng lầu tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca ở trung tâm. Hai bên đặt tượng hộ pháp và tiêu diện. Bàn phía trước thờ Bồ Tát Di Lặc. Hành lang ngoài chánh điện nhìn ra bốn hướng đều là rừng cây, biển xanh. Đến đây, du khách có thể cảm nhận được sự thư thái an lạc của chốn thiền môn. Thường thường là trong những ngày tất bật ở xã hội gia đình đó, thì tôi hay thường đến đây để tối thì tụng kinh, rồi có khi thì tuần thứ bảy là thờ Bát Quan Trai, và ngày rằm thì tu học niệm Phật. Những khi mà tôi đến đây thì tôi thấy tâm hồn tôi rất là an lạc, cũng như là cái không cảnh ở đây thanh tịnh và mát mẻ đó, làm cho cái mình vơi đi những cái lúc mệt nhọc ở ngoài. Chúng tôi thường xuyên, riêng cá nhân tôi thì thường xuyên tới chùa vào những ngày chủ nhật, để chúng tôi hướng dẫn các đoàn sinh viên Phật tử tu học theo giáo lý của Đức Phật. Thì ngoài cái việc mà là Phật tử thì chúng tôi đến chùa để vãng cảnh, để thăm viếng các chư tăng, chư ni. Hiện nay thì cái cảnh quan của tịnh xá rất là khang trang, đẹp, uy nghi. Không chỉ là nơi tu học dành cho các ni giới Phật tử từ khắp nơi trong cả nước, tịnh xá Ngọc Lâm đang được tôn tạo và mở rộng để đón du khách Phật tử cùng người dân địa phương đến chiêm bái lễ Phật. Hàng năm cũng có tổ chức, thí dụ như là Tết thì có tổ chức đi đảnh lễ chư tôn đức lớn, trưởng lão tăng ni lớn ở giáo hội. Thì đó, rồi kế nữa đó thì một năm có tổ chức thọ Bát Quan Trai mỗi tháng 2 lần, rồi đến tổ chức khóa tu cũng hai của Phật tử và khiếm thị cũng 2 ngày, mỗi một lần như vậy thì cũng gần 200 người. Rồi kế nữa là mở khóa tu riêng cho ni giới truyền thống á, ở những cái khóa tu để mà đáp ứng cái nhu cầu tinh tấn của người Phật tử. Còn cái cảnh quan này là nhằm để mà phục vụ cho khách từ địa phương cho đến tha phương, để tạo cái điều kiện là cái chỗ gọi là cái chỗ mà tâm linh đó, cho người con Phật để chiêm ngưỡng lễ bái và đến để mà tu học. Trong chuyến du lịch vãn cảnh chùa, du khách có dịp thưởng lãm danh lam thắng cảnh của huyện Long Điền, khiến tâm hồn thêm thư thái, bình yên.